Xin chào mọi người. Nếu ai còn chưa đăng ký kênh, hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người một cái dự án đến từ cái sàn FMCPay nhé. Thì lần trước mình đã có một cái video hướng dẫn mọi người đăng ký và KYC cái tài khoản của sàn FMCPay. Và hiện nay sàn FMCPay nó ra một cái chương trình airdrop, đó là cứ 5 phút là mọi người sẽ vào nhận thêm những cái đồng token FMCPay. Và hiện nay cái đồng token FMCPay này nó đã được giao dịch ở trên sàn nhé, và mọi người có thể bán để quy đổi sang USD và rút về ví là được nhé. Rồi ok mọi người, thì cái chương trình airdrop này của nó rất là đơn giản. Khi mọi người hoàn thành đăng ký và KYC xong tài khoản ấy, thì mọi người sẽ đăng nhập vào tài khoản sàn, thì nó sẽ xuất hiện một cái hình tròn ở đây. Ở đây thì mọi người sẽ bấm vào để nhận cái đồng token FMC nhé, thì mọi người sẽ nhận được là ngẫu nhiên nhé, chứ không phải cố định một cái đồng nào cả. Ví dụ như tài khoản của mình thì mình sẽ bấm vào đây này. Rồi, ở đây thì mình sẽ nhận được là 11 đồng FMC. Rồi mọi người, thì mọi người để ý ở dưới thanh này này, nó có cái dòng home này, market này, trade này, margin và wallet. Thì mỗi một lượt mọi người bấm vào một cái thanh công cụ này thì nó sẽ hiện lên một hộp quà nhé. Thì mọi người sẽ lại tiếp tục bấm vào và nhận về cho mình. Đấy, mình nhận thêm được 13 đồng FMC này. Tiếp theo này, nhận này. Rồi, ok. Tiếp tục này, nhận này. Rồi, và tiếp tục này, mọi người bấm nhận cho mình. Rồi, như vậy là tổng cộng mọi người sẽ có 5 hộp quà để mọi người mở nhé. Và 5 hộp quà thì tối thiểu thì mọi người cũng sẽ nhận được là 50 cái đồng token FMC này. Và hiện nay nó đã được giao dịch ở trên sàn này rồi nhé. Ví dụ nếu như mọi người có thể để hold thì mọi người để nhé, còn nếu mà ai có số lượng nhiều thì cũng có thể bán ra. Và thì muốn giao dịch thì mọi người bấm vào cái mục trade này cho mình. Rồi, ở đây thì cái giá hiện tại của cái đồng FMCPay này trên USD là 0,0965. Rồi mình chuyển ra mục. Đây, à quên mất, mình nhầm nhá. Xin lỗi, giá không cao như vậy đâu. Rồi mọi người sẽ tìm đến cái từ token FMC. Rồi, cái cặp FMC trên USDT giá hiện tại của nó là 0.00019 nhé. Thì nếu mọi người có số lượng nhiều thì mọi người có thể là bán luôn để lấy USD cũng được. Thế còn mọi người có ít thì có thể để hold. Đó, thì ở đây thì mọi người có thể bán, ví dụ như của mình đang có mua hơn 10.000. Nhưng mà nếu mà bán thì cũng chẳng được bao nhiêu cả, chỉ được 1,9 đô la thôi nhé. Đó, thì mình sẽ để hold. Đây, và hàng ngày thì mình sẽ làm cái airdrop này để nhận thêm cái đồng token này. Rồi ok mọi người, thì đây là một dự án khá hot và mọi người đã có thể là rút được tiền về luôn. Nên mọi người đừng bỏ qua những cái kèo hot như này nhé, hãy tranh thủ làm ngay cho mình. Nếu những ai chưa đăng ký thì có thể đăng ký theo đường link mình để dưới phần mô tả, cũng như là một video hướng dẫn mình để dưới phần mô tả nhé. Và xin cảm ơn mọi người đã theo dõi, hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.